Quý vị và các bạn thân mến, trong tiểu mục Làm cha mẹ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói đến một cái vấn đề đang được rất là nhiều bậc phụ huynh quan tâm trong thời điểm mùa hè này, khi mà có quá nhiều những dịch bệnh. Thứ nhất là bên cạnh dịch Covid-19 thì chúng ta vẫn còn những dịch như là tay chân miệng và đặc biệt là sốt xuất huyết. Hiện nay thì theo Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Nguyễn Trung Cấp cho biết, năm nay bệnh nhân sốt xuất huyết nặng ở miền Bắc xuất hiện sớm, tăng nhanh, tỷ lệ tử vong cao hơn hẳn so với mọi năm. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng cho biết, hiện đơn vị này đang điều trị cho 20 bệnh nhân bị sốt xuất huyết nặng. Mỗi ngày thì các bác sĩ phải tiếp nhận thêm từ 3 cho đến 6 ca nặng từ tuyến dưới chuyển lên. Sốt xuất huyết hiện là một bệnh cấp tính. Đối với trẻ nhỏ thì bệnh sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Với những trường hợp bị bệnh nhẹ, bác sĩ sẽ chỉ định là làm xét nghiệm tiểu cầu, theo dõi tình trạng bệnh, sau đó kê thuốc điều trị tại nhà để trẻ được nghỉ ngơi, tránh nguy cơ bị lây nhiễm chéo. Tuy nhiên thì với những trường hợp bệnh nặng hơn, nếu như không được điều trị kịp thời đúng cách, có thể dẫn đến những biến chứng như là bị sốc, bị suy hô hấp, bị rối loạn đông máu, tổn thương gan, rối loạn tri giác và có thể gây tử vong. Và ngay bây giờ, để tìm hiểu rõ hơn về cách thức chăm sóc trẻ bị sốt xuất huyết như thế nào, chúng ta hãy cùng theo dõi quý vị nhé. Cuối tháng 4, Bộ Y tế cảnh báo số ca mắc sốt xuất huyết có thể gia tăng trong thời gian tới do bắt đầu vào mùa dịch. Ở Bình Dương, hơn 2.200 ca sốt xuất huyết kể từ đầu năm, trong đó 5 trường hợp đã tử vong. Tại Đồng Nai, số ca mắc trong tháng 4 là 524 ca, tăng hơn 150 ca so với tháng trước. Các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ cũng ghi nhận số ca tăng cao như thành phố Long Xuyên, An Giang, 4 tháng đầu năm gần 200 ca, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, diễn biến này phù hợp với chu kỳ dịch bệnh của sốt xuất huyết, một loại dịch bệnh đặc hữu của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam. Với dấu hiệu gia tăng số ca mắc bệnh giai đoạn đầu mùa dịch năm nay, các chuyên gia dự báo bệnh sốt xuất huyết sẽ rất phức tạp và ngành y tế cần hành động ngay với mục tiêu là hạn chế số ca chuyển nặng và tử vong cũng như không để xảy ra những ổ dịch lớn. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Mai Phương đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa bác sĩ, thời điểm này thì thường là bệnh sốt xuất huyết sẽ là bệnh mà đang diễn biến căng thẳng nhất. Vậy thì dù là bệnh thông thường nhưng mà làm thế nào để cha mẹ nhận biết rằng là con mình đang bị sốt xuất huyết và cái cách chăm sóc con tại nhà như thế nào? Sốt xuất huyết là một bệnh do siêu vi đen gây ra. Thì sốt xuất huyết biểu hiện của bệnh là thường sốt từ 2 đến 7 ngày. Đặc biệt trong 3 ngày đầu của bệnh thì bệnh thường sốt rất là cao, có thể đáp ứng kém với thuốc hạ sốt. Bệnh nhân có thể kèm theo những triệu chứng khác như là đau đầu, đau cơ, đau hốc mắt hay là phát ban da. Hoặc là có những trẻ có thể biểu hiện và triệu chứng xuất huyết hoặc là chảy máu mũi, chảy máu chân răng. Tuy nhiên đây đều là những cái triệu chứng chung và có thể nhầm lẫn với những bệnh khác. Nên khi mà trẻ có dấu hiệu về sốt thì ba mẹ lời khuyên tốt nhất là vẫn nên đưa đến khám bác sĩ để sau khi bác sĩ thăm khám rồi xem bé có nguy cơ của sốt xuất huyết hay không, tùy vào thời điểm mà sẽ cho xét nghiệm cận lâm sàng phù hợp để chẩn đoán vấn đề bệnh của con. Triệu chứng của sốt xuất huyết phần lớn chỉ là sốt thôi, nên cái thuốc mình thường dùng đó là thuốc hạ sốt. Thì trong sốt xuất huyết á, thì mình dùng hạ sốt mà an toàn nhất đó là hạ sốt paracetamol. Paracetamol thì dùng mình cần có một cái lưu ý là mình dùng phải đúng liều của bác sĩ cho và khoảng cách giữa hai liều cách nhau ít nhất phải 4 đến 6 giờ và một ngày mình dùng không quá 5 lần. Trẻ sốt xuất huyết á, vô giai đoạn từ ngày 4 đến ngày 6 thì nó sẽ có nguy cơ thất thoát huyết tương, nên là cha mẹ cần lưu ý bù dịch cho trẻ bằng những cái dịch mà có điện giải, ví dụ như là cái gói Orezon mà bác sĩ phát chẳng hạn. Nếu không uống được gói đó thì cha mẹ có thể cho con uống sữa, uống nước trái cây hoặc là nước khoáng có điện giải. Mình ăn đồ ăn dễ tiêu, mà quan trọng nữa là mình không ăn những cái đồ ăn có màu đỏ, nâu, đen. Tại vì ăn những cái đó khi mà trẻ ói ra chẳng hạn thì mình không biết là thức ăn hay là cái đó là cái dịch tiêu hóa do cái xuất huyết tiêu hóa hay không, để mà mình không có bị khó khăn trong cái vấn đề phân biệt như vậy. Vâng, cũng chính vì chủ quan cho nên là thời gian qua cái số ca bệnh nặng nhập viện thì liên tục tăng. Theo thống kê của ngành y tế thì hiện tại thì cho đến thời điểm này con số tử vong của Thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 6 ca rồi. Như vậy thì làm thế nào để cha mẹ nhận biết được là con mình đang bị những cái dấu hiệu là chuyển nặng và cần phải nhập viện, và ở thời điểm đó thì cha mẹ nên xử trí như thế nào? Sốt xuất huyết khác với những bệnh khác, không phải là sốt hết là hết bệnh, mà sốt bắt đầu giảm xuống thì trẻ bắt đầu vô giai đoạn nặng của bệnh, gọi là giai đoạn nguy hiểm của sốt xuất huyết. Biểu hiện của dấu hiệu chuyển nặng là gì? Là trẻ có thể là đau bụng, đau nhiều, đau ở vùng đặc biệt là vùng hạ sườn phải, trẻ có thể nôn ói nhiều, hoặc thậm chí có những trẻ không nôn ói nhưng mà nhận ói nhiều, nhận ói liên tục. Rồi có những trẻ là triệu chứng nó sẽ là ly bì, lừ đừ hơn,
trẻ kém tiếp xúc hơn, hoặc là những dấu hiệu về xuất huyết như là chảy máu răng, chảy máu mũi khó cầm, hoặc là tiểu ra máu, đi cầu ra máu, sốt xuất huyết trên trẻ béo phì thì cái nguy cơ nặng sẽ cao hơn những trẻ khác. Và ngoài ra khi mà trẻ béo phì á, thì cái khả năng mà để lấy ven rồi cái cân nặng mình phải hiệu chỉnh để mình bù dịch rồi nó sẽ khó khăn hơn những đối tượng khác. Về trẻ nhũ nhi á, thì bởi vì lứa tuổi này trẻ chưa biết nói, trẻ chỉ thể hiện triệu chứng khó chịu bằng chuyện phối khóc thôi, nên đôi khi có những dấu hiệu chuyển nặng mà ba mẹ không biết. Mình làm nhi á, thì mình biết tâm lý của ba mẹ á, ảnh hưởng rất là nhiều đến cái quá trình chăm sóc con cũng như là cái quá trình vấn đề bệnh lý của con. Nên thành ra là cái điều khuyên đầu tiên của Phương dành cho ba mẹ đó là mình phải bình tĩnh trước. Và để mình bình tĩnh được là mình phải biết thông tin. Thế là đầu tiên là mình phải biết thông tin về bệnh sốt xuất huyết như thế nào, mình nên tìm hiểu về bệnh. Thứ hai nữa là khi con mình có những cái vấn đề mình thấy khác thường, mình đưa đi khám. Nếu mà khám rồi, được bác sĩ chẩn đoán là sốt xuất huyết rồi, thì mình cứ bình tĩnh theo cái chẩn đoán đó và theo cái y lệnh theo dõi tái khám của bác sĩ. Như chúng ta biết là sốt xuất huyết thì không có một cái loại thuốc nào đặc trị hết, nhưng mà đây là bệnh mà chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh được. Bác sĩ có thể cho cha mẹ một vài cái lời khuyên khi mà sốt xuất huyết diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố, và đặc biệt là các chuyên gia cũng cảnh báo là sốt xuất huyết năm nay cũng có thể lập đỉnh. Với sốt xuất huyết hiện tại thì vaccine vẫn đang được nghiên cứu và hiện vẫn chưa có loại vaccine nào được chấp nhận và áp dụng rộng rãi cả. Thì để cái phòng ngừa sốt xuất huyết là mình cắt đứt chuỗi lây truyền bằng cách thứ nhất đó là mình sẽ không có để nơi cho muỗi sinh sản. Nên là mình sẽ dẹp hết xung quanh nhà những cái chai lọ hay là gáo dừa, dụng cụ chứa nước gì đó. Cái thứ hai nữa là đôi khi mà mình cần phải dự trữ nước chẳng hạn, thì trong thùng phi chẳng hạn thì cần có nắp đậy. Trong những cái trường hợp mà muỗi quá nhiều hoặc là đỉnh dịch thì chúng ta sẽ diệt muỗi bằng hóa chất diệt muỗi. Và cái thứ ba nữa là chúng ta ngăn không cho muỗi đốt bằng cách là chúng ta ngủ mùng. Và lưu ý là con muỗi này nó đốt vào ban ngày, nên là chúng ta ngủ mùng cả ban ngày, chứ không phải là ban ngày thì không ngủ mùng mà chỉ ngủ mùng ban đêm thôi. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Mai Phương đã dành chút thời gian cho chương trình.